Kính chào quý vị khán giả trên kênh YouTube của Lê Anh Thiện. Hôm nay Lê Anh Thiện đến nhà một người phụ nữ rất đặc biệt, phải nói là dùng từ đặc biệt. Quý vị nhìn thấy những cái hình ảnh này đây cũng là hiểu được cái sự đặc biệt nó như thế nào rồi. Nó giữa trung tâm quận Phú Nhuận, một quận trung tâm của Sài Gòn, và cái khu đất này hơn 300 mét vuông, và quý vị nhìn thấy những cái gì mà trước mặt chúng ta thì nó sẽ dẫn dải cho chúng ta một cái câu chuyện vô cùng ly kỳ của người phụ nữ này. Cô tên là cô Tâm, cô hơn 60 tuổi rồi. Cô ơi, con đây. Ôi trời đất ơi, giống như một cái mê hồng trận. Cô Tâm hả? Cô, dạ con đây nè. Ây da trời ơi, ây da, xe con để trước có sao không cô? Hả rồi. Bây giờ con vô luôn hả? Trời ơi. Rồi rồi rồi, cô ra gửi đi. Rồi rồi, cô đi gửi giùm con nha cô Tâm, để con đưa cái câu chuyện này cho khán giả của con thấy. Con phải nói là hồi đó giờ làm YouTube thì con lần đầu tiên con chứng kiến. Khổ quá, tôi nói về khổ, sống giữa một cái khu đất rộng giữa trung tâm Sài Gòn. Vậy là ôi quý vị ơi, phải nói rằng khu đất phải nói cực kỳ rộng lớn, hơn 300 mét vuông, tọa lạc ngay giữa quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Chắc quý vị vẫn còn nhớ cái câu chuyện mà của Lê Anh Thiện cũng ghi nhận một người đàn ông sống ngay Phú Nhuận luôn, trong một cái căn nhà mà Lê Anh Thiện gọi là hàng chục tỷ và đầy rẫy những cái ve chai. Thế nhưng cái câu chuyện của người đàn ông đó cũng không có chi nhê gì với câu chuyện mà Lê Anh Thiện sắp chia sẻ đây. Gửi hả cô Tâm? Bây giờ hôm nay con gặp cô như thế này, trong cái hoàn cảnh này con không biết bắt đầu từ đâu. Tâm là bây giờ đi lượm ve chai từ giấc này mà tới 4 giờ sáng Tâm mới về tới nhà. Dạ vâng. Giờ ban ngày thì cô Tâm đi, có khi thì đi ngủ nhà hàng xóm láng giềng, những người bạn quen. Mà sao con thấy là đất đai của mình quá rộng mà tại sao mình phải cực khổ như thế này quậy à? Giờ không làm, cô Tâm nói sự thật không có cơm ăn. Biết rồi, nhưng mà đất mình quá rộng luôn mình. Đang sửa sạn đi nè, đang cho dìa tính đi vô uống nước thì cho uống thuốc nữa. Mà không ngờ là con tới hả? Bây giờ không ngờ con tới, con không hẹn trước á. Tính là vô uống thuốc. Thôi từ từ, giờ hai chú cô cháu mình đứng đây nói chuyện trước đi, rồi mình đi từ từ vô trong, chứ khán giả của con đang rất là muốn tò mò, muốn biết cái câu chuyện gì mà con bây làm cho mọi người. Cô Tâm nói cho con nghe, nhà cô Tâm bây giờ có 5 chị em, mà bây giờ 4 người ở Việt Nam. Một người thì thiếu nợ xã hội đen, hiện nay không có khả năng trả, muốn chia tài sản của cha mẹ để lại, thì cô đó muốn chia để cô đó để nhận phần tài sản đó, cô ta bán để trả nợ. Yeah. Xã hội đen. Yeah. Còn phần còn lại thì ông anh của cô Tâm cũng muốn bán để lấy số tiền để đi, để chia tài sản cho ông lấy phần của ông để ông bán. Cô Tâm bệnh tim, mệt quá cho nên là không muốn đi đâu xa thành phố, đi vô bệnh viện tim rất khó khăn, cho nên là cô Tâm muốn ở lại. Cô Tâm chỉ mong là chia cái phần cha mẹ cho cô Tâm bao nhiêu, cô Tâm lấy bấy nhiêu. Nếu cô Tâm cũng không nhận nhiều hơn mà không nhận ít hơn, chỉ nhận đủ phần tài sản của cha mẹ cho. Yeah. Rồi cô Tâm sẽ sửa lại để sinh sống ở đây chứ. Yeah. Không đi đâu hết vì bệnh tim mệt quá không đi nổi. Cô đứng nói chuyện với con thì cô có mệt không hay là có sao không cô? Đứng nói chuyện 5 phút được. Dạ vâng, 5 phút đi. Rồi bây giờ cô cháu mình sẽ bắt đầu vô câu chuyện nha. Tại vì khán giả cũng sẽ từ từ biết tìm hiểu. Dạ, thưa cô Tâm, gia đình mình có được bao nhiêu anh chị em? Có 5 người. 5 người. Rồi, cô là thứ mấy? Ông anh giờ đến cô Tâm. Giờ đến một người em trai mà người em nói thì không được bình thường. Sáng say chị xỉn không được bình thường. Giờ những người đi lượm ve chai, ai có cho cái gì thì đem về cho nó ăn sống qua ngày. Yeah. Còn một con kế thằng xỉn đó là thiếu nợ quá. Bây giờ chỉ mong là cô ta chỉ mong chia tài sản để cô ta có cái khả năng mà bán, để cô ta trả nợ xã hội đen thôi. Yeah. Còn riêng phần cô Tâm chỉ xin cha mẹ cho nhiêu ở bấy nhiêu, chứ cô Tâm cũng không đi đâu hết, mà cũng không nhận nhiều hơn, mà cũng không nhận ít hơn, nhận đủ phần cha mẹ cho. Dạ rồi. Cái người lớn là anh trai của cô. Đúng. Là con gọi là thứ hai á. À. Giờ đâu rồi cô?
đi lụm ve chai rồi. Cô Tâm cũng sửa sẵn đi luôn. Đi lụm ve chai là có vợ con gì không cô? Không, không vợ con. Năm nay chú đó bao nhiêu tuổi rồi cô? Sinh năm 56, 57 gì không ta? Dạ rồi, cho là năm 56 đi. Không biết 58 hay 57 dạ, gì, 58 gì đó. Rồi đến cô Tâm. Cô có chồng không? Không. Cũng không luôn. Rồi xong đến một cái người em kế là sáng xỉn chiều sai. Có vợ không cô? Không. Không luôn. À giống lấy. Rồi đến một người Úc nữa là thiếu nợ. À một người kế thằng xỉn là chưa, còn một đứa bên Mỹ nữa. À không, rồi có người kế chú anh sai xỉn là thiếu nợ. Ở đây có chồng đen. Có chồng con không cô? Không. Không luôn. Trốn luôn rồi. Năm nay bao nhiêu tuổi cô? Chắc cũng có gần 60 rồi. Là cái người mà thiếu nợ xã hội đen. Đúng rồi. Rồi còn cái người Úc là nữ luôn. Nữ luôn, là đi nước ngoài có chồng theo chồng. À. Hôm cách này 2-3 tháng thì có về, nhưng mà nói tới vấn đề chia tài sản cô ta về Mỹ điện thoại hoài không được. Nói về vấn đề chia tài sản xong điện thoại hoài không được. Rồi con mời cô vô nhà đi ha. À. Rồi cho cô nghỉ đỡ mệt xíu, con mời cô bước vô đi. Dạ con đứng con nép nép. Con cầm hai cái tay gì con mở không được. Nha. Cái câu chuyện cũng bắt đầu tới hồi ly kỳ gây cấn đủ quý vị. Cô Tâm cũng khổ lắm chứ không phải vui đâu. Đã nói với con bây giờ mà đi tới 4 giờ sáng. Trời đất ơi, này. Nhà mình vậy đó hả? Ôi trời ơi chết. Bây giờ chết rồi quý vị ơi. Con nhìn trên, con nhìn thẳng lên mấy nhà thấy sập chưa? Ôi ôi khủng khiếp. Cô Tâm không nói gian. Lần đầu tiên. Ở đây cái đèo Cô Tâm chết thì sao? Lần đầu tiên. Lên thiền chứng kiến. Cô Tâm chắc mong là được chia tài sản. Rồi con mời cô bước vô. Để chi Cô Tâm mướn chỗ ở dọn. Wow. Người ta đặng. Nhưng mà đặc biệt là không có hôi nha quý vị. Nó cái không có có ai đâu, có hai con mèo trong đó thôi. Rồi 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 để đi con đó. Mở mở cửa đi. Nó con nhìn thấy mà con đứng ngay đây luôn con. Chừng nào có bước vô nhớ đóng cửa nha. Rồi. Nhớ rồi cô Tâm đứng đó đi. Rồi bây giờ cô bắt đầu chia sẻ từng chi tiết về cái mái nhà này nọ đi. Bây giờ nè. Nó sập hết rồi đây nè. Đây nè dạ. Con quay dọn lên nè, con nhìn nè sập hết. Cô Tâm đâu có nha. Đi nhớ dịnh cái thùng này không có nó đổ hết. Rồi. Rồi cô đứng đó đi cô Tâm. Hai cô cháu mình bắt đầu đứng nói chuyện đây được rồi. Rồi cô cho cháu được biết là ba mẹ của cô là mất lâu chưa? Ba mất năm 2005. À bàn thờ kìa phải không cô? Bây giờ mới để bình bông mà nó ăn hết trơn rồi đây. Con mèo nó ăn hả? Con chuột nó ăn. Dạ. Nhưng mà con sợ là ở đây mà mình mà đốt nhang nó cũng đâu nguy hiểm. Đâu có đốt nhang đâu. Ồ, nó... Khi nào đốt phải đứng đi canh chừng trời hết nhang mới đi được. Đốt nhang phải đứng canh, yeah. Hết nhang mới đi được. Đúng rồi, chứ ở đây là phải nói là cái nguy cơ để mà rồi. Xảy ra quả quạng lớn lắm. Cô Tâm không dám đâu, nói sự thật luôn. Đốt nhang là đứng canh, tàn nhang mới dám đi. Dạ. Yeah. Khổ lắm. Rồi hai ông bà cụ là mất lâu chưa cô? Ba cô Tâm chết năm 2005. Má cô Tâm chết năm... 2013 hay 11 gì của Tâm quên rồi. Dạ vâng. Tâm nhớ. Có nghĩa là bác gái mất sau cụ ông 6 năm phải không cô? Đúng rồi, chết năm 2011 thì phải đó. Dạ. Chết năm 2011. Bây giờ bắt đầu cô cháu mình vô cái câu chuyện từ ngày xưa đi, lúc nhỏ đi, là gia đình năm anh chị em sống như thế nào, cũng ngay cái khu vực này luôn, và cái tài sản của ba mẹ nó hình thành như thế nào vậy thưa cô? Lúc mới giải phóng á, thì ba cô Tâm là một người quỵ thất nghiệp, không có việc làm ở nhà. Thì lúc đó thì má cô Tâm đi mua ve chai gánh. Nhà cô Tâm cũng sống bằng nghề ve chai từ lúc năm mới giải phóng tới giờ. Thì đất đai của nhà cô Tâm đó thì đất đó hiện là bằng khoáng tên cô Tâm. Nhà như là ba má chết thì chị em làm giấy đồng thừa kế qua tên năm chị em rồi. Thì cái phần đất đó là thuộc sở hữu của nhà cô Tâm, thì cô Tâm mới để ve chai được. Nếu như của người khác làm sao ai cho để. Chính xác. Con nhưng... thấy lát hồi con cho mọi người thấy lại, coi như là nhìn sâu vô thì thấy một cái nhà lầu hoành tráng đèn sáng rồi. Chân nhưng mà cái hẻm thì chắc đầy ve chai đó quý vị. Để chừa cho người ta một lối đi chứ không phải bích vừa làm sao người ta bay lên trời, làm sao người ta vô được. Mình chết nhưng mà mình cũng phải cho người ta một cái lối đi vô trong nhà người ta. Tại vì mình khổ quá chứ mình cũng đâu có muốn làm như vậy, hỏi chứ đi tới sáng mới về mệt lắm chứ, đi không nổi mà mình cố lên đi ngày nghỉ ngày mệt lắm chứ không phải ngày nào cũng đi đâu, đi một ngày nghỉ một ngày. Nếu em không tin, đúng 12 giờ em lại đường Phạm Đăng Lưu là em sẽ gặp. Đúng 12 giờ đem về tới đó là sẽ gặp. Rồi tiếp đi cô. Thôi cô cháu mình kể lại cái câu chuyện tuổi thơ của các anh chị cô đi. Sống rồi, và lớn lên đó, như lớn thế nào. Lớn lên thì má năm mới giải phóng vô, ba cô Tâm là một người quỵ, người ta không ai mướn hết. Rồi lúc đó là cô Tâm xin việc làm cũng không ai nhận cô Tâm. Cô Tâm chỉ có học hết chương trình lớp 6 là đã thôi học.
là lâm vào cảnh từ đi bán cái này bán cái kia, bán đủ thứ hết. Má cô Tâm thì bán dê cha về nuôi những người này, còn riêng cô Tâm thì cô Tâm sống một mình ên, lúc đó còn nhỏ quá, 12 tuổi cũng lăn lộn ngoài đời, khổ quá tới ngày nay. Bây giờ cô Tâm cũng rất mong được chia tài sản này lắm, để sửa lại ở chứ vậy nguy hiểm quá, nó sập rồi. Cô Tâm không nói dối này, quay lên thấy nó sập. Dạ dạ, con biết được cái tâm trạng của cô rất là nôn nóng biết câu chuyện đó, và con cũng sẽ chia sẻ với cô từng bước con Lan Thiện đã tới đây rồi. Thì cô Tâm cứ yên tâm, con bằng mọi giá, cô hãy kể tiếp cho con nghe. Má cô Tâm là một cái gánh dê chai trên vai về nuôi một bầy con như vậy. Thì cô Tâm đã thất học từ lớp chương trình lớp 6, cho nên tới ngày nay là cô Tâm chỉ học được, viết được và biết làm những cái đơn từ mà ít ít thì làm được, nhưng mà làm sâu hơn nữa thì cô Tâm không có đủ cái trình độ để làm. Như trường hợp trong nhà trong xây có lấn chiếm mà cô Tâm có đơn thư từ phường lên đến quận không giải quyết, một tờ đơn thư ở phường không giải quyết, một tờ đơn thư ở quận không giải quyết, một giấy chủ quyền nhà cứ mời cô Tâm lên đòi vô nhà hốt dây chai cô Tâm. Cô Tâm nói nhà tôi bằng khoáng đất tên tôi đóng thuế, tôi phải có quyền sử dụng. Bây giờ những giấy tờ này nhà đất như vậy mà lấn chiếm đất đai của tôi như vậy, mà bây giờ tôi thưa không ai giải quyết hết. Tôi còn đầy đủ giấy tờ, cái đưa lên trong đó là phó chủ tịch hay chủ tịch gì, ông mới cầm ba tờ giấy, ông mới chụp hình lên ba tờ giấy đó. Tôi còn lưu giữ, nếu cần tôi sẽ đưa cho mọi người coi giấy đó. Dạ, vâng. Chứ không phải là tôi. Cô yên tâm, con cũng sẽ có, mà chắc là đến thời điểm này chính quyền cũng đâu có làm cái gì đến gia đình mình đâu, nên cái chuyện đó thì con sẽ tiếp tục chia sẻ cô cứ yên tâm. Ông nói với tôi là vô đây dọn nhà tôi nói dọn nhà tôi gọi người đến quay phim chụp hình mấy người, tôi sẽ tải lên mạng. Dạ, không, cái chuyện đó thì cũng bình tĩnh cô, tại vì con thấy thật ra thì chuyện đâu cũng còn có đó. Rồi con kể tiếp, cô với lại anh và ba người em lớn lên, riêng cô thì học hành cũng không tới nơi tới chốn, còn mấy người còn lại thì lần lượt như thế nào mà đến nay ai cũng 60-70 tuổi mà không ai có gia đình vậy cô? Không, mà không có học khổ lắm. Có cái con út nó có học mà nó lấy chồng rồi, nó đi theo chồng nó bảo lãnh đi rồi. Dạ. Chỉ có một con út là nó có học thôi, còn mấy người này toàn là học ít lắm. Dạ, nhưng mà cái rồi các anh các chị với mẹ thì với ba thì trong thời gian mà sau giải phóng thì từng người đã làm công việc gì để mà hồi xưa đang vỏ che may lá gì đó, may che lá đó, sống qua ngày. Dạ. Đi làm mướn cho người ta đó, lãnh người ta về làm mướn cho người ta, sống qua ngày. Cũng ngay tại khu đất này luôn hả cô Tâm? Đúng rồi. Thì cho con nghĩ rằng là cách đây hơn 30 năm trước đi, đất đai thì nó cũng chưa quan trọng, với cái diện tích của mình rộng lớn 300m thì con nghĩ là thời điểm đó là chưa quan trọng đi. Đây là một cái vườn cây, cái nhà lá rất là rộng mênh mông, nguyên một cái vườn cây ăn trái. Xong tới năm xây nhà này năm 1999. Là 20 mấy năm rồi. Bây giờ nó xuống cấp quá, cô Tâm cũng muốn chia tài sản, cha mẹ chết lâu rồi để thừa hưởng cái phần này. Mà tại sao là cái thời điểm đó là càng ngày về sau thì đất đai nó càng có giá, bác gái là mẹ cô hoặc ba không có cách nào mà để mà tận dụng cái nguồn thu cho thuê hoặc là bán hoặc là thậm chí cất nhà trọ đồ để mà mình cải thiện nguồn thu mà nhà để cho... Cô Tâm rất nghèo, không có tiền đâu mà xây, để kể cho em nghe. Ba cô Tâm mới bán ba cái lô đất, đằng sau hai lô, kế bên đây một lô, là ba lô. Thì lấy cái tiền mới xây được hai phần này thôi, còn phần hai phần sau, hai chân sau là còn thiếu nợ, mượn nợ để xây. Sau khi xây xong mới cho mướn hai chân sau để trả nợ, thì hết nợ thì ba chết luôn. Cho nên giờ cô Tâm, nhà cô Tâm nhất khổ lắm, đâu có ai hiểu. Rồi hai căn sau hiện giờ còn cho thuê không cô? Nhà nó sập vậy ai dám mướn. Là đó, nó dài lắm á cô, cái căn nhà mình còn dài. Rồi con nghĩ là với cái hai, cô nói là bán hai miếng đất thì cái giá trị bán để mà cất cái nhà thì đương nhiên nó cũng còn dư nữa mà cô có thể chia sẻ thiệt với con là gia đình mình lúc ba ông còn. Hồi xưa nhà rẻ lắm, bán đất rẻ lắm. Dạ. Bán ba lô này mà ba cô Tâm xây hai lô này là hết tiền rồi. Mấy mượn nợ của bà con dòng họ xây, mượn nợ của bà con dòng họ người ta không có lấy lãi, mượn cái gì thì mượn bao nhiêu thì trả đủ bấy nhiêu thôi. Thì xây lên thì cho mướn đó để trả nợ, trả tới lúc mà ông già ra đi là hết nợ, thì ông già có dư được 1,000 đô trong người thôi. Dạ. Rồi đó. Bắt đầu từ thời điểm bà bác gái mất khoảng năm 2011. À,
chắc cỡ đó. Dạ cỡ đó thì các cỡ anh chị em đây, 13 gì đó, các, cô chị, không nhớ các anh chị em của cô lúc đó là cũng lớn hết rồi. Lớn hết rồi, trưởng thành mà hết. Mà có lý do nào mà tại sao không ai lập gia đình không cô? Cô có thể giải thích thêm không cô? Có bị khó khăn của ba mẹ cô, trong cái sự mà ba cô Tâm thì rất khó lắm. Dạ. Lấy người nào mà ông phải ưng ý mới được. Ông nói là phải môn đăng hậu đối mới chấp nhận được, chứ không phải muốn lấy ai mà lấy đâu. Cô nhưng mà thời điểm đó giống như cô chia sẻ thì gia đình mình cũng đâu có khá giả đâu mà phải trời mà ơi, ba cô Tâm khó lắm. Dạ. Ba cô Tâm người Bắc di cư năm 45 hay 54 gì đó, cô Tâm không có nhớ, nhưng mà nhớ là di cư từ Bắc vô đây là 45 hay 54. Ba cô Tâm nói tao đi con tàu há mồm vô đây thì cô Tâm chỉ biết nhiêu đó thôi. Rồi, thôi để tiếp tục câu chuyện mà cực kỳ mà khán giả của con đang rất là quan tâm, cũng như tiếp tục từng bước để mà tìm hiểu lý do tại sao với cái khối tài sản khổng lồ như thế này mà cô mong ước là được chia mà tại sao không được chia, rồi tại sao mà giữa cái tài sản khổng lồ giữa Sài Gòn mà cô lại sống trong cái cảnh phải nói là vô cùng cùng cực, giống như người ở một cái thời tiền sử luôn. Con xin lỗi, không phải dùng cái từ đó. Thì cô cháu mình tiếp tục, cô cho con được đi tham quan trọn vẹn.